嬉しいです。あ、どうぞよろしくお願いします。anh huy dịch hộ được rồi. Anh huy chắc chắn thôi. Chào mọi người. Nói vậy thôi chứ nãy giờ câu đó là gì, em dịch cho chị người sức cho mọi người nghe luôn. Xin chào mọi người, em tên là Xuân Hạnh Linh. Hôm nay em rất là vui và xin mọi người hôm nay sẽ chiếu cố ạ. Và mọi người ơi, bây giờ Sunny Hạnh Linh sẽ gửi tặng chúng ta một ca khúc đầu tiên, có được không ạ? Có được không ạ? To đấy. Ok nhá, ngay bài đầu tiên chúng ta sẽ gặp muộn trong tình yêu này. Sự mập mờ đến từ Sunny Hạnh Linh, mọi người ơi. Mập mờ anh ơi. Ok, cảm ơn Sunny rất là nhiều. Ok các bạn,
giọng ngọt như thế này, chúng tôi có một người nữa giọng cũng ngọt ngọt như thế luôn. Mọi người đã sẵn sàng với cả Remy chưa? Remy! Remy! Khoan khoan, trước khi vào bài hát Remy muốn hỏi cảm xúc của Remy như thế nào đã chứ? Chúng ta đành chia tay.
Lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Đành kia thôi từ trên này, dù biết sẽ tất trôi lẻ, bước đưa về tiên về với người. Lòng vẫn không có những câu rằng trái tim vẫn yêu em, chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Lòng vẫn không có những câu rằng trái tim vẫn yêu em, chẳng thể sống bên người. Hai đêm mình đóng cực kỳ lắm. Nghe giọng đấy là biết là chưa có người yêu rồi. Hát da giết ha. Hát sạch sẽ đi. Lấy hết ruột gan ra hát luôn. Nhắm lừa vào nhà em thế. Ủa? Hút nhà đấy. Lâu quá gặp cái em Cindy này cho hỏi phòng diễn nhiệm công. Sắp tới sẽ thanh nhạc của em ra mắt như thế nào? Xin lỗi anh, em có dự định là sau năm sau em sẽ sắp sinh hơn. Sắp sinh hơn? Dạ đúng rồi. Nhún nhảy vui vẻ hơn. Sắp sinh là theo là dòng nhạc gì? Dạ tempo nó up hơn một xíu so với cái hiện giờ tempo của em nó đang ở dưới này. À, ý là sexy hơn nè. À. Không, không biết. Có khi nào một ngày nọ thấy em hát rock luôn không? Giọng em hát rock thì có đường ta. Được. Hát rock được không ạ? Dạ. Nó. Bây giờ không được đâu anh ơi. Có sản phẩm mới gần đây mới ra mắt không? Dạ thì gần đây em có mất hai bài là bài Ngỏ Lời với Sự Mập Mờ hồi nãy đó anh. À, dạ. Vậy còn bây giờ bài hát tiếp theo chắc là nhường cho Cindy đi ha. Cindy. Nãy giờ mới hát có bài à. Mà hay là gì máu lửa lắm. Nãy giờ mà cũng dễ điên cuồng chứ. Mọi ơi, mọi người ơi, bây giờ quay lại yêu nhẹ nhàng tí nhở. Yêu nhẹ nhàng tí đi. Yêu nhẹ lại. Em đi nghỉ tí thôi, căng đi. Em nghỉ đi. Okay, tiếp theo sẽ là mashup hai bài hát đó là Đáng Yêu Hơn Tên Là Ngỏ Lời và Cảm Nắng ạ. Wow. Quay trở lại mút Đáng Yêu ạ. Ngỏ Lời và Cảm Nắng. Quá là êm ái rồi mọi người ạ. Kim đồng hồ quay, ai mang cơn mưa phiêu dần về nơi đây. Yêu thương trong em đã cất lên rồi đây. Con tim em duyên khi lại gần bên anh, ánh mắt lấp lánh như bầu trời trong xanh. Muốn nói anh nhé những điều em để dài. Sẽ có nhưng không sao, em mong mong nhìn lấy. Bao lâu nay tình em trao anh cứ mãi đong đầy. Anh có biết trong tim em chỉ yêu riêng mình anh. Chẳng ước muốn chia xa rồi gần bên nhau vậy thôi. Nắm bàn tay và cùng em đến hết cuộc đời. Chẳng có nhớ là thank you.
nhớ đâu quên quá hết lần em chờ mong cùng với mọi người ơi, xin một tí flash đi ạ. Nhớ lên nào, nhớ lên nào. Thì mình chia làm hai chương ha. Chương đầu là mấy anh em mình hát những ca khúc gọi là thất tình, chia tay, đau khổ, đau ơ đồ. Bây giờ giữa giữa nó bắt đầu tình yêu chớm nở nè. Dạ. Bắt đầu chớm là nở thấy rồi. Có vẻ như bắt đầu rồi đấy. Không biết là bài tiếp theo là biết nói mút này không Phúc? Bài tiếp theo thì nó lại nói về tình yêu chớm nở. Tình yêu luôn. Đấy, bài tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với Kurok và Remy. Một bài hát các bạn hãy pha một màu hồng và tình yêu. Tình yêu rồi chúng ta sẽ chia tay. Chia tay nhá. Hội thế nhờ sao mà như là tàu điện vậy, nhanh quá. Quá trời. Một lát chúng ta lưu mọi người sau nhá. Sẵn tình yêu rồi mình chơi một cái liên khúc tình yêu luôn đi. Đúng rồi. Bây giờ tình yêu là bắt đầu hồng rồi đấy các bạn, từ từ nhé, đừng chia tay vội. Mà tôi hát thêm tô thêm tí màu đã các bạn. Mình tô thêm một hai màu nữa rồi đi. Chúc mình chia tay lại. Hả? Chuyện đó y hả? Dạ. Có, hồi có hát luôn, hôm nay hát nhiều lắm. Đúng rồi. Nghi ngờ hả? Cả hai, cả hai. Thế tình dẫn chi hoài, làm sao cho em hứa một người. Lòng anh thấy đâu buồn hơn. Hồi nát chung nha. Trời ơi. Chưa hát chung mà lắc như vậy. Ồ bắt lắc cơ luôn. Quá trời. Sợ hãi. Thôi bây giờ Huy sẽ tiếp nối câu chuyện tình yêu màu hồng đi. Vậy nên là Huy không hát một ca khúc nữa mà mình chơi luôn bản mashup luôn. Nhưng mà đặc biệt là bài hát này thì Huy rất là may mắn được quay tại Tokyo luôn. Có ai đoán được bài gì không ạ? Bài hát này là nếu mà mọi người đang gọi crush nhau có thể tặng em bài hát này được. Cái khúc này là bài chống lại thế giới. Với lại nữa sẽ match up cho là hai bài hát mà Huy nghĩ là rất là thích và lần đầu tiên hát luôn. Đó chính là bài Đêm Tình Yêu. Và cuối cùng là một ca khúc mà Huy nghe nhiều nhưng mà chưa dám hát bao giờ. Đó là bài Là Anh. Trộn vô một bản mashup lần đầu tiên mình trình diễn tại Cinema luôn. Bây giờ mọi người lắng nghe và ủng hộ nhiệt tình nhé. Rồi, cho em nhạc đi ạ. Cho lại nó bị lạc ở đâu rồi em ơi. Cho lại cắp lay back.
nào các bạn, để cho bọn tôi nhập vào tình yêu thôi. Hát bài này thế nào, từ từ thôi. Nhất bị lạc trôi đâu rồi. Ô kiến đi. Yeah, một lát nếu mà như mọi người thấy là mình hồi hồi nó còn bài hát song ca khán giả nữa. Nên bạn bạn nào với mà yêu ca hát thì mình lên đây mình hát chung với nhau luôn, cùng cái điểm với nhau nha. Ok. 10 điểm không có nhưng mà không có nhưng. Không có nhưng. Quá trời bà ấy giờ. À. Một lát nữa là có luôn ca khúc truyền hát y nữa, nhưng mà hình như là một lát nữa là mình còn đến thời gian mình diễn đến người 9 giờ nha. 9 giờ. Nên mọi người cứ lên list những bài hát nào mà cho tụi em hát thì mọi người cứ lên list sẵn đi. Mình nếu mình ngại nói mình hãy viết giấy truyền lên đây. Dạ. Tụi em hát thì nhạc sẽ yêu cầu. Ví dụ là hôm nay có tỏ tình với Crush rồi, có thể thay tụi em cũng là hay là muốn nói được luôn. Ơi. Có một lát xuống, một lát xuống dưới liền. Bên này lắp bến đấy, bên này lắp bến đấy. Các bạn không thấy. Rồi cho em lại tiếng nhạc. Ấn lượng. Ok, chơi tiếp nha mọi người ơi. Đưa đi mọi người, đưa đi ạ. Mình lắc như vậy. Ồ, bắt lắc. Quá trời. Sợ hãi.
Thôi bây giờ Huy sẽ tiếp nối câu chuyện tình yêu màu hồng đi. Vậy nên là Huy không hát một ca khúc nữa mà mình chơi luôn bản mashup luôn. Nhưng mà đặc biệt là bài hát này thì Huy rất là may mắn được quay tại Tokyo luôn. Có ai đoán bài gì không ạ? Bài hát này là nếu mà mọi người đang gọi crush nhau có thể tặng em bài hát này được. Cái khúc này là bài Chống Lại Thế Giới. Với lại nữa sẽ mashup cho là hai bài hát mà Huy nghĩ là rất là thích và lần đầu tiên hát luôn. Đó chính là bài Đêm Tình Yêu và cuối cùng là một ca khúc mà Huy nghe nhiều mà chưa dám hát bao giờ, đó là bài Là Anh. Thì ba bài này mình trộn vô một bản mashup lần đầu tiên mình trình diễn tại Cinema luôn. Hy vọng mọi người lắng nghe và ủng hộ nhiệt tình nhé. Rồi, cho em nhạc đi ạ. Chọn lại nó bị lạc lạc ở đâu rồi anh em ơi. Chọn lại cái playback nào các bạn, để cho bọn tôi nhập vào tình yêu tôi hát bài này cái nào. Từ từ thôi, nó bị lạc trôi ở đâu rồi. Ô kiến đi. Yeah, một lát nếu mà như mọi người thấy là mình hoài hồi để còn bài hát song ca khán giả nữa, nên bạn nào với mình yêu ca hát thì mình lên đây mình hát chung với nhau luôn, mình cái điểm với nhau nha. Ok, 10 điểm không có nhưng mà không có nhưng không có nhưng quá trời bà nãy giờ một lát nữa là có luôn ca khúc Chuyện Thái Y nữa, nhưng mà hình như là một lát nữa là mình còn đến thời gian mình diễn đến gần 9 giờ nha. 9 giờ nên mọi người cứ lên list những bài hát nào mà cho tụi em hát thì mọi người cứ lên list sẵn đi. Mình nếu mình ngại nói mình hãy viết giấy truyền lên đây. Dạ, tụi em hát theo nhạc sĩ yêu cầu. Ví dụ là hôm nay tỏ tình với crush rồi, có thể thay tụi em cũng là hay là muốn nói được luôn. Ơi có lát xuống, hồi lát xuống dưới liền. Bên này lát bến đấy, bên này lát bến đấy. Bạn luôn đấy. Rồi cho em lại thử nhạc. Ấn lượng. Ok, chơi tiếp nha mọi người ơi. Đưa đi mọi người, không đưa đi ạ. Bỏ lại đâu đơn phía sau. Mọi người ơi, đang xin bài
giờ lấy bản thân trong anh xoa dịu lòng em. Mọi người hãy ngồi yên chỗ hoặc đến sớm từ 19:15 để có được vị trí tốt nhất giao lưu với các nghệ sĩ của chúng ta. Đứng đây thật rồi. Xin mời các nghệ sĩ của chúng ta. Ăn ngon. Chào cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta hẹn gặp lại một chút nữa nhá. Bye bye. Giờ thấy là chúng ta thực ra là cái đặc thù của Bucking Show là những cái sự kết hợp ngẫu nhiên đúng không? Thì bây giờ thì Huy cũng đang rất là mong chờ một cái tiết mục ngẫu nhiên một người em mà cũng lâu lắm rồi mới gặp lại. Sunny em sẽ kết hợp với ai nào? Một sự kết hợp rất là mới luôn ạ. Với một bạn nghệ sĩ người Nhật là bạn Remy và một ca khúc tiếng Việt mang tên là Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy. So mình là khi nhạc suy là suy một lượt ha. Đúng rồi, nhạc suy là suy xuống luôn. Một bài hát song ngữ ạ. Ok các bạn này.
Bài này lại hợp với rất nhiều flat này. Nếu có anh em chia tay, hãy nhớ đưa lên, đưa trái tim của bạn thắp sáng lên nào. Sẽ không xa đâu anh à, dù sau đó chẳng biết ai sai. Nếu bất tin ai cứ thế xa nhau thôi, chỉ để khổ ngã thang bản phối này lần tiên hát luôn. Hy vọng mọi người ai dưới thuộc hát theo Trường Huy nha. Dạ, yeah, hát càng lớn càng tốt nha mọi người. Bài đây là nhảy nhót cho mọi người. Dạ, yeah. Nhót quá. Dạ. Yeah. Yeah. Cho em biết nhạc đi ạ. Dạ. Yeah.
Anh muốn nói yêu sẽ đến.
chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia lặng im như không muốn trôi, với màu lá treo vô về đánh giấc trời ngời. Và bây giờ để kết thúc chương trình của chúng ta sẽ là một ca khúc I Love Say Ta Mơ. Mọi người ơi, đúng lên đây kìa. Nhật Bản.